Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và tiếp tục hôm nay mới giới thiệu bác một mẫu xe đua, dòng xe đua cao cấp mới về bên em, đến từ thương hiệu Đức Sava, model Sava 2 Speed với tông màu rất đẹp nhé. Cái tông màu xanh đen và cái tông màu Java xanh đen này bên em đã về trong thời gian vừa qua cũng một vài chiếc rồi. Đây là một trong những cái mẫu rất là hot bên thị trường bên em, đến từ thương hiệu Đức, dòng Sava. Rất nhiều bác hỏi em về trong dòng xe đua Sava đến thương hiệu Đức thì lại về một chiếc đây. Model 2 Speed, model cao cấp nhất của dòng Sava, dòng xe đua road bike. Và giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Sava model 2 Speed đến từ thương hiệu Đức. Được thiết kế với bộ khung khí động học lực, khung dẹp bác nhé, giúp cho bộ chuẩn động của xe lực chắn gió rất là tốt. Có nhiều bác hỏi em về cái dòng xe đua cao cấp đến thương hiệu Đức thì em về một chiếc đây. Và lần này em về một chiếc xe đánh giá còn rất là đẹp bác nhé. Xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà người chủ cũ thì rất giữ gìn xe. Với cái tông màu xanh đen rất là bắt mắt. Khung carbon, xe chạy với bộ dây âm sườn cao cấp, tính thẩm mỹ rất là cao nhá. Xe thiết kế với ba viền bo dẹp trên dưới khung bản to nhá. Một trong những mẫu cao cấp nhất của dòng xe road bike đua của đến từ thương hiệu Sava. Lớp sơn zin nguyên bản theo xe. Khung carbon. Mẫu Sava 2 Speed nữa nhá. Em đã về trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều dòng Sava 2 Speed rồi. Và đây là một trong những màu đẹp nhất của dòng Sava. Bộ khung bên dưới rất là chắc chắn với những bảng to, khung dẹp. Thiết kế ra bộ khung khí động học lực. Và đặc biệt lần này em về một chiếc Sava 2 Speed được trang bị một chủ cũ nâng cấp thêm với ghi đông của Jeep, một thương hiệu chuyên về dòng xe đạp cao cấp, thương hiệu cao cấp nhé, chuyên ghi đông xe đạp cao cấp carbon, ghi đông càng cua Jeep, thương hiệu cao cấp. Sao sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano 1.5. Ghi đông zip carbon. Bên phải em được trang bị với bên tay lắp chính hãng của Shimano 1.5. Bằng trước sử dụng với phanh ba mảnh của WinZip. Càng trước là càng của Sava carbon, nguyên bản theo xe. May ơi của desktop bách, may ơi bạc đặng nhá. Căm lá hẹ, bản to, vành bản to bản 5 phân. Rất nổi. Xe sử dụng với bộ lốp zin chính hãng của Michelin nhá, lốp hiệu zin của Michelin. Đằng trước sử dụng lốp trọng. Ghi đông cọc yên chính hãng của Sava. Carbon. Anh đi vào một yên ở Samac Toro nữa nhá. Yên carbon là yên đến từ hiệu Ý nhá. Yên của Samac Toro. Hiệu Ý, yên carbon luôn. Cũng tông màu xanh đen. Xe khung carbon. Khung carbon. Ghi đông carbon của thương hiệu Jeep carbon này, càng carbon. Yên Samac Toro carbon. Đuôi trục rỗng, hai tầng đĩa của Winsy. Chuyên sản xuất kèm theo của linh phụ kiện của Java, Sava. Gạt đĩa của Shimano 1.5. Củ đè sau là củ đè Shimano 1.5. Xe trang bị với 11 tầng lip bác nhá. Mayer sau là Mayer của desktop bách, Mayer bạc đạn cối lổ, Mayer desktop bách 750, model cao cấp của Mayer của dòng xe tương tự Đức. Cầm lái hẹ, cầm dẹp bản 5 phân. Vành bản 5 phân luôn nhá. May như bạc đạn cối lổ bác nhá. Lại về anh trường em có chiều cao là size 48. Bây giờ chúng tôi sẽ có đứng vào khung xe. Vâng, chúng tôi đứng vào khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 50. Thế hợp các bác cao 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với group Shimano 1.5, 11 tầng lip. May bạc đạn cuối rổ, desktop bách 750. Lên lip vào, tiếp vào.
Covid. Bên phải em mà đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa Shimano 1.5, đùi đĩa sụt rỗng, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, mẫu rất là hot bên em, mẫu Osama được thương hiệu Đức, khung carbon, Aspid. Vâng, ở đây đánh giá tổng thể xong chiếc xe Osama được thương hiệu Đức, khung carbon, ghi đông và càng carbon, khung carbon, yên carbon, xe trang bị mới vào đúc Shimano 1.5, may bạc đạn phối nổ. Vâng, xe giá tốt bên em là 17.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có tên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube thì kia xe đạp đến đăng ký theo các kênh. Còn gặp lại trong ngày mai.